Chào cả nhà. Hôm nay là Hương Nguyễn rất là vinh hạnh khi đón tiếp một gia đình anh chị này và hai cô con gái rất là dễ thương. Anh chị này thì rất là coi như là anh và chị và con gái luôn nha, rất là yêu thích Trầm Hương và Kỳ Nam, và cũng là những vị khách VIP của công ty Trầm Hương Nguyễn nha quý vị nha. Và giờ anh gửi đôi lời chúc đến những khách hàng và những khán giả bên công ty Trầm Hương Nguyễn nha. Năm mới xin chúc khán giả, những khách hàng của Trầm Hương Nguyễn luôn an khang thịnh vượng. Còn chúc chị Trầm Hương Nguyễn là buôn may bán đắt và lộc xài nguyên năm. Dạ, cảm ơn anh. Với lại anh cho em chia sẻ chút xíu là điều gì để cho anh rất là yêu thích Kỳ Nam cũng giống như là Trầm Chìm Nước? Tại vì anh đã tự hữu hai cái đó thì anh phải chia sẻ cảm nhận của anh. Về Trầm Hương và Kỳ Nam á, thì theo kinh nghiệm của Peter là Peter thấy là Trầm Hương và Kỳ Nam mang lại cái lucky cho cái người sở hữu cái đó. Cho nên rất là tin tưởng, với lại mua Trầm Hương ở chị Hương Nguyễn thì mình an tâm nhiều hơn, cho nên quyết định phải tới mua Trầm Hương của chị Trầm Nguyễn. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà anh xài Trầm với Kỳ Nam thì anh thấy cái sức khỏe của anh nó có cải thiện nhiều hơn có không? Nếu mà về bệnh thì Trầm Hương với lại Kỳ Nam có cải thiện về sức khỏe nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh. Mang lại sức khỏe nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Con gái có muốn nói gì không? Con gái mắc cỡ hả? Chị có nói không? Mắc cỡ luôn hả? Rồi, bây giờ cả nhà mình hái lộc nha. Rồi, bây giờ là chọn nha, cả nhà mình chọn nha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ có được tận 100 đô nha. Bên kia là mua 2 đô đều hết luôn. Dạ. Rồi, con bóc đi. Rồi, dạ. Rồi, đây. Con lấy cái nào, con lấy đi. Rồi. Đây nè, con đó. Rồi. Rồi. Rồi xong cả nhà mình cùng nhau mở nha. Đây. Đây. Rồi, con gái con chọn luôn đi con gái. Đây, đây. Rồi. Rồi, quay qua đây, quay qua màn hình đây rồi cả nhà mình mở nha, qua đây. Rồi. 5 đô rồi ba kìa. 2 đồng kìa, tới con kìa, con kìa. Tưởng nó nguyên gia đình 2 đô luôn chứ. Rồi, 2 đô vậy là gia đình, hai gia đình kia được mấy đô rồi. Cảm ơn anh. Và con gái nè, con gái rất là dễ thương, còn nhỏ tuổi nha, mà luôn luôn đi theo ba để hửi thử mùi Kỳ Nam và mùi Trầm Chìm Nước cho ba, để chọn cho ba nè. Con gái rất là dễ thương. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị.